Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi đóng một vai, đó là vai nữ đẹp, là trong vai bạn gái của anh Thái Vũ. Thì với danh sách của mình là rất là nhiều người đã được kiểm chứng qua những cái clip mình mặc đồ chibu, mình rất là tự tin. Có lẽ là mình sẽ theo đuổi nhan sắc này để cho những cái vai tới của mình sẽ có điểm nhấn mạnh mẽ. Ok, chào mọi người, thì Thái Vũ cũng đã quay xong cái cảnh cuối cùng của cái MV này. Thì cái cảm giác lúc này rất là mệt nhưng mà thật ra rất là vui, tại vì đã hoàn thành xong MV thật là tốt. Và đặc biệt cái cảm giác khi mà đóng chung với thằng này á, rất là gớm. Với cái khuôn mặt này, những cái bộ đồ này, mà chưa kể những cái pha mà nó quăng bom Thái Vũ nữa. Chẳng hạn như hồi nãy đang diễn thì nó có làm một cái cú thảm mìn tự sát, rất là thúi nhưng mà gán diễn cái đó. Ok, cảm ơn mọi người nhớ nha, đón xem MV này vui lắm mọi người. Bây giờ trước mày. Xin chào mọi người, mình là Trâm Ngô. Xin chào mọi người, mình là Aisan. Hôm nay thì Trâm với Aisan đang đi quay cho Liên Quân Mobile. Và Trâm với Aisan đang hóa thân vào một cặp đôi yêu nhau. Một cái hoàn cảnh là người yêu không có gì để mặc. Đúng rồi, cái vấn đề này thì nó khá là đau đầu cho cánh mày râu của chúng ta đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng xem và thưởng thức cái sản phẩm này để xem nó vui và hài hước như thế nào nha. Xin chào các bạn, Trâm đã được hóa thân vào một nhân vật Like trong game Liên Quân. Các bạn thấy rồi đó, trang phục rất là nổi bật và đặc biệt là rất là trẻ trung năng động. Và một lát nữa là có thêm cả anh Vinh Râu sẽ mặc một bộ đồ tương tự như vậy. Các bạn sẽ xem xét thử xem là ai mặc bộ trang phục này đẹp hơn. Nhưng mà Trâm nghĩ là chắc là anh Vinh Râu. Hello tất cả các bạn, thì hôm nay là lần đầu tiên Vinh mặc cái bộ đồ như thế này để đóng một cái vai của con Butterfly. Dạ, Vinh cũng có tưởng tượng được là con Butterfly ở trong Liên Quân mà nó như Vinh thì nó sẽ đi rừng như thế nào. Hy vọng là update thì chỉ update bộ đồ thôi nha, đừng update cái thân hình của Butterfly nha Liên Quân nha. Xin chào, Trâm cũng đã trở lại rồi đây. Đây là bộ đồ thứ 3. Trâm rất là thích cái màu bộ đồ này. Phong cách nó hơi theo hướng style học sinh Nhật Bản, thì Trâm cảm thấy rất là dễ thương, phù hợp với Trâm. Đây là bộ trang phục cuối cùng của Butterfly. Trâm rất là thích bộ đồ này bởi vì Trâm rất là thích thỏ và cả cà rốt nữa. Các bạn hãy cùng cập nhật với Trâm ở trên kênh Liên Quân Mobile nha. Trong cái game Liên Quân Mobile thì Thái Vũ cũng khá là thích con Butterfly, nhưng mà nếu mà trang phục đó mà cái mặt như mặt mày thì anh sẽ bỏ con nó, không chơi con nó nữa. Mà cảm giác của mình khi mà đóng chung với nó là người bạn trai của nó rất là mắc ối. Còn nếu mà có một người con gái mà xuất hiện trước mắt Thái Vũ mình với hình ảnh như vậy thì cảm xúc cứ rất là nóng bỏng, rồi nóng đến độ là sẽ quýnh nó bất cứ lúc nào. Này thì được. Ok, bye bye mọi người. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.